Của mình, video ngày hôm nay mình sẽ làm video để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.
chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xỏ vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là khăn gió. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ như vậy mình tôi mới xong vậy nha. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ làm video gửi để gửi tặng đến tất cả mọi người là hướng dẫn các bạn cách tô màu sao cho thật đẹp những bức tranh. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Ngày hôm nay mình sẽ tô màu nha. Làm xin tiết được xong mọi cái bạn. Mọi người ơi, màu xanh và màu tím của mình này. Màu xanh màu tím của mình đây nha mọi người. Mọi người đây là màu xanh màu tím của mình. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu hồng. Sau màu hồng sẽ là màu vàng mọi người ạ. Mọi người ơi, sau màu hồng là màu vàng nha. Bây giờ sẽ là màu vàng mọi người. Giờ mình sẽ chọn màu đỏ nha mọi người. Mọi người ơi, giờ mình chọn màu đỏ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu đỏ nha. Mọi
Như vậy mình tô màu xong vậy.